Trương Giang té đập đầu chảy máu phải nhập viện. Thành công trên sân khấu hải kịch cuộc tấn công sang điện ảnh của cây hài trẻ Trường Giang ở bộ phim Sơn đẹp trai và lật mặt đã nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả vì nét duyên hài chân chất, thông minh nhưng duyên dáng của anh. Vừa qua, nhà sản xuất bộ phim 49 ngày và đạo diễn Nhất Trung đã hé lộ những hình ảnh hậu trường đầu tiên của dàn diễn viên chính. Bức ảnh Trường Giang nằm trên băng ca bất tỉnh, đầu quấn băng gạt dính máu đã gây chú ý hơn cả. Tuy nhiên, đây chỉ là cảnh quay trong phim 49 ngày do Trường Giang đảm nhận vai nam chính bên cạnh diễn viên khả ái Nhã Phương. 49 ngày xoay quanh nhân vật đông do Trường Giang đóng, chàng thanh niên có số phận đen đuổi từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành và có bạn gái do Nhã Phương đóng. Sau khi bị trộm sạch và bạn gái bỏ rơi, Đông không còn gì nên quyết định tự tử nhưng bất thành, sau đó Đông bị ba linh hồn vất vưởng là Lisa do Hoàng Phi thủ vai, Thành do La Thành thủ vai và Như do Khải Như thủ vai đeo theo mượn xác. Cũng từ những chuyện hồn mượn xác, Đông nhận ra những giá trị về cuộc sống và quyền được sống của con người thật vô giá. Ngoài Trường Giang trong vai chính 49 ngày còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến như hiện nay như Ngô Kiến Huy, Harry Won, Trương Nam Thành, Tấn Beo, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân, Việt Anh.